听啊，哆来咪，哎，我哆来咪哒，我叫你过来坐坐。
là vẽ xong. Doremi là một con mèo mới. Em và Doremon nó cầm cái tay và một chữ đạo này. Cầm đi mà bạn. Đây nè. Đây nè. Đây là cái màu mắt. Còn đây là màu vàng. Đây là màu đỏ. Và màu cam. Và hai đó. Mà hồng nó rất là tươi. Và các bạn nhìn nhớ nè. Màu cam. Đấy đó. Để thấy lại kia nữa nè. Hãy cho mình một like, một share để đăng ký cho mọi người còn xem nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.